em phụ nữ đánh son đánh phấn thôi, đánh nhau làm cái gì? Hello các chị em mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, nhưng mà theo em á, người đẹp bây giờ phải vì mỹ phẩm các chị em mình ạ. Các chị em mình thích đẹp nhá, cứ đến shop em, gì cái gì cũng có luôn. Đây, trên tay em đang là lọ kem body thần thánh, bật từ 4 đến 5 tông ngay lần đầu tiên sử dụng. Các chị em mình đặt hàng giúp em đấy ạ. Alo. Chị Thương à? Chị ơi, chị có cái đơn hàng mỹ phẩm đây ạ. Chị xuống nhận giúp em với. Anh ơi, em đang bận livestream một chút. Anh mang lên nhà giúp em được không ạ? Vâng, em cảm ơn anh. Em mở sẵn cửa anh nhá. Mọi người thông cảm cho em một tí nhá. Mẹ đơn thân nên việc gì cũng đến tay. Anh shipper đang mang thêm kem em đặt lên rồi đấy ạ. Không còn tầng ạ. Nóng quá chị nhỉ. Hello? You can speak Vietnamese. Click up. Mày rảnh nhỉ? Chút đơn giúp em với ạ. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết này. Vâng, 5 hộp em free ship ạ. Ok, chị yêu 5 hộp nhá. Xỉ inbox em luôn ạ. Anh ơi, để vào đây giúp em với. Ok, chị tiếp hàng 5 hộp, ok ạ. Chị là ai? Là ai á? Nhận ra bố mày chưa? Sao chị lại vào được đây? Sao lại vào được đây á? Con chó này mày già mồm lắm cơ mà. Hả? Ai mày bắt mày? Bỏ về sao? Mày phải để lại chim đây. Để cho tất cả mọi người chứng kiến bộ mặt lừa đảo chó má của mày. Này! Con chó! Mày là thằng nào? Chị em phụ nữ đánh son đánh phấn thôi. Đánh nhau làm cái gì? Tao hỏi mày là thằng nào? Tôi là shipper. Shipper thì việc của mày là đi giao hàng, hiểu chưa? Chứ đừng xía mũi vào chuyện người khác, biết? Nhưng tôi là con người, mà con người thì có lương tâm, thầy đánh nhau phải can chứ. Can á? Mày thích can gì? Thích can loại nào? Can 10 lít hay can 20 lít? Hai chị em có gì hiểu lầm thì từ từ cứ bình tĩnh mà giải quyết thôi. Con chó, mày thích giải quyết kiểu gì? Đúng là tôi có lấy ảnh của chị để quảng cáo. Nhưng mà khi chị nói tôi đã gỡ xuống rồi còn gì nữa. Lấy ảnh của chị để quảng cáo à? Con chó này mày to gan lắm. Dám lấy ảnh của bố mày để quảng cáo. Mày còn bán rẻ hơn cả shop bố mày để cho bố mày mất bao nhiêu khách. Bây giờ gỡ là xong à? Gỡ ảnh là xong à? Hả? Tôi với chị bây giờ nước sông không phạm nước giếng. Chị có muốn gì? Muốn gì á? Bố mày muốn mày livestream trực tiếp, xin lỗi bố mày công khai và ngừng bán các loại kem đấy. Nếu như không làm được như vậy, bố mày hứa bố mày sẽ diệt mày như diệt một con rác. Mày hiểu chưa? Hàng của tôi nhập, tôi muốn bán, chị không cấm được. Con chó này mày vẫn văn vở. Ê, cái này mày, con chó này.
mày chưa để cho mày yên đâu. Bố mày không tha cho mày đâu, hiểu chưa con chó. Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình, anh mà không vững mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái nào nó biết nhé. Cô mày trong tuổi nghiệp không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục! Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi. Với 3 đứa con cùng 17 cháu chắt. Sao anh không nghe máy đi? Tôi nghe đây. Alo, tôi mới lại rồi. Chắc chắn là có vấn đề mà. Anh chả thấy có vấn đề gì cả. Cho dù là ông Nghiêm ông có dặn dò anh như thế đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là ông ấy có cái gì đấy với cả cái cô kia. Quý, Quý ơi là Quý, sao anh lại ngây thơ thế? Anh nhìn mũi em đi. Không sao. Bản năng chó nghiệp vụ của em trỗi dậy. Em đánh hơi được mùi ngoại tình. Ôi giời ơi, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu như em không tận mắt chứng kiến, không có bằng chứng, thì em đừng có nói người ta ngoại tình thế này thế kia. Bằng chứng à? Bây giờ phải có bằng chứng rõ ràng đúng không? Lát nữa anh đến cơ quan Lão Nghiêm đi, lấy lý do tiện đường, trả tiền. Cơ quan người ta làm việc chứ không phải... Gớm! Làm gì bận đến mức mà không gặp được người ta một tí. Gặp xong hỏi chuyện cô kia xem thế nào. Hôm nay tôi sẽ cố gắng lấy lại toàn bộ ký ức. Anh phải giúp tôi hết mình nha. Em thấy sao? Hay ngon. Có thấy gì đó quen thuộc không? Không. Cái gì vậy? Đứng dậy, nhanh lên. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết này. Vâng, 5 hộp em free tip ạ. Ok, chị yêu 5 hộp nhá. Xỉ inbox em luôn ạ. Anh ơi, để vào đây giúp em với. Ok, chị tiếp hàng 5 hộp, ok ạ. Chị là ai?
là ai á? Nhận ra bố mày chưa? Sao chị lại vào được đây? Sao lại vào được đây á? Con chó này mày già mồm lắm cơ mà. Hả? Ai mày bắt tay? Bỏ về chứ!